Anh nghĩ đây là sẽ là 10 kill dành cho VG Gaming. Và kèo tổng thì đây sẽ là chiến thắng dành cho VG Gaming ở game đấu đầu tiên. Mua cho mình một cái giáp lụa để đầu game để có thể bị Harass bớt. Và bạn toss một con Light Tiller thẳng vào vị trí của DY. DY sẽ bị hiểm tìm này, một pha đẩy đá tới từ vị trí team và tiếp tục là Bullet Strike. Và đây có lẽ sẽ là first one khi mà Gabby có cho mình mạng của DY rồi. Và xoay kiếm từ Parazin không có quá nhiều ý nghĩa khi mà nó khơi ra không đủ đàn để kết được bất kỳ thành viên nào về phía TNC cả. Di chuyển của yêu là khá lớn, liệu có là đủ hay không, và đó sẽ là di chuyển ra team sẽ được bảo vệ người đồng đội của mình. DY bị dồn vào open room và bây giờ thì sao, stun ra nhưng Gabby đã bật cho mình Garrett lên rồi và Gabby kết thúc được cho mình mạng của DY. Nhưng các thành viên của TNC họ đang trồ lên rồi và đó là team hãy tập trung cho mình được vào một con Light Stealer và team sẽ bỏ mạng ở đây. Tuy nhiên Gabby thì sao, và Brazil đã không đuổi theo, vẫn còn cho mình đó là Omni Slash. Tuy nhiên thì các thành viên VG Gaming họ hết công cụ để đuổi theo rồi và họ quyết định là quay trở lại lane và tiếp tục farm. Scan xuống vị trí của VG Gaming rồi. Vâng, bây giờ lộ smoke tới được Cucu, Blink lên, stun vào vị trí Lina, Lina thì mất được Postap ra, bật PKB lên và bây giờ dồn vai, dồn vào Magnus, làm một điều không nên làm. Trong khi đó thì sao, dồn ra bên trong, DY cũng đang gần chết rồi. Mà Cucu anh ta bị thổi ra nhưng mà không sao, anh ta cũng sẽ phải bỏ mạng lại thôi. Bên trong thì kết thúc được cho mình mạng của DY rồi, Cucu đã phải nằm xuống. Amel cũng bỏ mạng lại luôn, với mạng đó là của Ori. Trong đó thì Yang, anh ta đứng trên này ném cây xuống nhưng mà không được đâu. Và tình huống mà Queen of Pain đã chơi rất hay khi mà đã silent được Magnus, nhưng mà một cái hay của anh ta là chưa đủ tại vì Paparazzi anh ta quá xanh trong lúc mà bên phía TNC họ đang chật vật. Lại bên ngoài dồn Nami chiến thắng đi và team phải làm gì đây, con Roshan này còn rất nhiều máu, cố gắng combo với Yang á, không được đâu, cái ai đó đã trượt rồi. Paparazzi là người duy nhất dính ứng, chứ bên ngoài thì Gabi cố gắng cào nhưng mà lượng lao từ Impetus là quá lớn và Paparazzi di chuyển lấy, ta còn có cho mình đó là một cái ultimate. Và bây giờ thì sao, không còn ultimate nhưng mà chung là một con rồng này lấy cái phương án hay. Ayo đã bị dồn ra tới chết rồi và team sẽ không còn nhiều máu và bây giờ cố gắng làm điều gì đó, và team không phải bỏ mạng khi mà anh ta không dùng stun tới được vị trí của Cucu. Và bây giờ Cucu thì sao đây, có búp cái keo Discord vào nhưng mà Gabi chui ra vẫn chưa dứt điểm được và top một kill này đang khi mà dứt điểm cho mình mạng của team. Bên ngoài vẫn ném vị trí Gabi, Gabi dứt điểm mạng đi qua nhưng có điều là có quan trọng hay không đây, team bay bách ra và bây giờ thì các thành viên vị trí Gabi họ lùi về một chút khi họ mất đi con support của mình rồi. Nên nhớ rằng anh ta không còn buyback trong tình huống này. Nếu như mà chết thì sẽ không có Ice Blast. Không, lại di chuyển lên high ground. Lần này người đi đầu lại là DY. Và DY có lẽ sẽ tiếp tục bỏ mạng thôi, nhưng mà được first up ra khỏi cái Ice Blast rồi. Bây giờ sẽ là AP vào vị trí của Gabi. Gabi bị dồn áp tới chết tới từ một cái Omni Slash. Bên ngoài Amel cuồng làm gì đấy, Blink vào sẽ cool down Blink, đồng nghĩa việc Amel sẽ bị chém chết đây. Và đó là mega kill dành cho Ori. Paparazzi cũng có cho mình unstoppable, với việc là cả Cucu cũng đã phải bỏ mạng mất rồi. Và đây sẽ là con Roshan cực kỳ đơn giản dành cho các thành viên của VG Gaming. Còn thật là may mắn khi mà vừa có bát xong thì bên ngoài hàng Roshan có một cái rune regen để cho Ori. Bây giờ thì hai co và lại phải bay bách ra tới từ Cucu cũng như là cả Sun King nữa, và bây giờ không, cũng như là cả một con Light Stealer với lại đẩy ngược lại team ra vào hàng Roshan rồi, và team sẽ bị ném tới chết. Nhưng mà đó là thi đấu tốt tới từ Cucu với dứt điểm cho mình mạng của DY. DY đã đai bách nhưng mà Fate cũng phải bỏ mạng rồi. Paparazzi suýt nữa đã dính cho mình đó là cái Ibra rồi, nhưng anh ta không còn cho mình cái xoay, liệu có chạy được hay không đây. Và Paparazzi bỏ lại cho mình mạng đó, double kill dành cho Cucu. Bên ngoài thì sao, dù đang một con Enchantress nhưng mà anh ta hồi nhiều máu quá, Gabi phải làm gì đây, bay bách ra tới Juggernaut rồi. Juggernaut không Light Stealer, anh ta bị lock lên và bây giờ sao, bật cho mình Garrett lên, liệu có là chạy được hay không. Còn có creep nhưng infest thì không còn, và có lẽ đó là một tình huống bay bách ra chỉ để ăn cho mình con Roshan này tới từ Paparazzi. Omni Slash thì mới có thể kết thúc được mạng của Gabi, và bây giờ thì sẽ là một tình huống lên high ground tới từ VG Gaming. Không có Magnus trong 15 giây nữa, combo thẳng vào vị trí Yang, lần này thì không có cho mình đó là Yunis. Thì Yang liệu bị cào được chết hay không, thì Yang force tap bản thân mình ra. Bên trong sao dồn đam vị trí của đó là một Queen of Pain, Queen of Pain này ta không chạy được, bị Buster chết. Và đó là một mạng của con Queen of Pain bỏ lại, bây giờ sẽ đổi mục tiêu sang đó là một pha AP rất tốt. Force tap ra để AP tới vị trí của Fate và dồn đam chết được cả Cucu cũng như là Light Stealer. Còn bài bách trên người của con Queen of Pain, nhưng bây giờ dồn đam Gabi liệu có được hay không đây. Team anh ta sẽ mới lấy đi sau khi cho một con Light Stealer chui vào người, và đó đúng thì được tốt tới từ team. Nhưng phải kể đến cái pha gọi là force tap vào một cái AP, nhưng ở đây lại nhìn thấy con Tiny này rồi. Bây giờ thì sao đây, lao ra tới từ Light Stealer, dồn đam vào một con Magnus, chết Magnus rồi. Nhưng mà stun liên tục vào đầu của đó là Gabi. Gabi liệu anh ta có là cào là được gì hay không, là cào chết đi qua tính này liệu là đủ hay không. Team sẽ bị dồn đam nhưng mà đi qua đã phải bỏ mạng rồi. Và Gabi anh ta đang chạy được nhưng mà tốc chạy là không nhiều, vẫn đang dồn đam vị trí Gabi. Gabi liệu đi survive hay không đây. Anh ta bị stun lại và team xuất hiện rồi với cái buyback ra của mình. Nhưng mà không, đây sẽ là một tình huống một bug được cái con Light Stealer tới chết và anh ta sẽ phải bỏ mạng lại. Mạng là dành cho ai đây, vẫn chưa quyết định được.
khi mà Yang và Jimmy lên, và Gabby vẫn đang được bung lên một kép và chạy đi rồi nhưng không phải chết nữa, và Tiny sẽ là người chết thay, và đó sẽ là mạng dành cho Paparazzi hay không đây? Không được rồi, Ori vẫn đang đuổi theo, anh ta không có dụng cụ nữa, và Team Slimer lên đi, anh ta thi đấu hay quá, và đó là một tình huống bên ngoài thì sao? Ayo bị bắt bởi Yang nhưng mà lượng tàn hình còn lại có là đủ hay không đây, và Force Staff mình đi nhận được cả bốn hết nữa, và các thành viên bên kia TNC họ bỏ chạy thành công, không thể tin được. Có lẽ là sẽ di chuyển ra khu vực Midland. Bây giờ thì không còn Aegis of Immortal nữa rồi, combat phải rất cẩn thận. Combat là cá nhân bằng họ. Một pha AP thẳng vị trí Gabby không ai cứu đây cả, và anh ta liệu có mang bỏ mạng rồi. Một pha Omnisap chết luôn vào mạng của Light Stealer. Và bây giờ thì còn một người bị lock lên, đó là Cucu. Cố gắng sủi đi nhưng không được rồi, dính cả Ancient nữa. Bây giờ sẽ là combo vào, và đó sẽ là mạng dành cho Ori. Vâng, hai mạng liên tiếp dành cho bên phía PC Gaming, kể cả khi họ đã mất Aegis. Và vẫn còn nguyên hai chiêu Refresher, một cái Refresher Sharp và một cái Refresher Off đã sử dụng luôn rồi. Tiếp tục sẽ là có AP trong pha combat này, và bên phía team TNCO vẫn chưa biết điều này. Và họ chỉ là có tâm lý sẵn sàng trong tình huống AP thôi. Mà Juggernaut, anh ta còn đó là Omnislash. Và họ sẵn sàng có mắt bất cứ nào có check người Paparazzi không. Và đó là một cái Refresh Orb chưa được sử dụng. Sẵn sàng swap xong bật cho mình DKB. Nhưng mà đó là bật cả một cái Blade Fury lên để có thể ăn trong mình Drake này. Bay back ra hai người rồi. Và Paparazzi bật ngay BKB lên, chém vị trí của team. Nhưng mà chém hơi lâu thì phải, Gabby đã di chuyển ra nhưng mà AP đôi. Nhưng mà BKB cũng như là đó là Refresh Orb ở đâu đây? Paparazzi chém vào vị trí của một con Queen of Pain. Và đó là một Refresh Orb, nhưng mà đó là Sony bên trái. Rồi từ vị trí của Amel cũng như là Epicenter từ Cucu. Rồi dồn đạo vị trí của Yang. Yang sẽ phải bỏ lại cho mình cái mạng này. Đồng nghĩa với việc là cái gem của Chusa này cũng sẽ mất. Nhưng mà TP để làm gì đây? Khi mà còn Sun từ vị trí của Cucu nữa. Và đó là quét sạch 4 thành viên của bên phía team VG Gaming nằm xuống. Chỉ có một mình Lina là người duy nhất anh ta sủi cực nhanh thôi. Chứ không phải là Blink lên để có thể có một tình huống Burrow Strike trúng 3 thành viên của VG Gaming. Bởi vì các thành viên TNC họ chưa đến nơi, và bây giờ thì họ mới di chuyển ngược lại. Paparazzi nhìn thấy Cucu rồi. Bây giờ liệu có tình đánh nhau luôn hay không? Không có detection. Gem và Chusa được cầm trên của Yang cờ. Không, Yang cũng không cầm, Yang cầm cho mình một cái đó là Moonshot. Không biết là ai cầm nhưng mà đó là Thunder tới vị trí của Cucu rồi. Và bây giờ dồn ra vị trí Magnus. Magnus không phải tung cho mình, đó là một tình AP. Và đó là Sonic Wave được tung ra. Vẫn đang mưu được vào con Magnus này nhưng mà không được tung AP. Và đó sẽ là một mạng bỏ xuống. Đi qua cũng đã chết rồi. Và dồn ra ngược lại vị trí của đó là con nãy chết rồi. Đang bị bỏ mạng lại. Này tôi sẽ bay back ra không, không có bay back. Bây giờ ngược lại các thành viên VG họ phải bỏ chạy khi mà lượng đam tới từ các thành viên còn lại là nhiều quá. Và đó là Refresher Orb được tung ra bởi Paparazzi. Rồi đang chết được đó Cucu rồi. Cucu team bây giờ đang phải bỏ chạy. Anh ta liệu chạy được không? Nhưng mà Cucu không thể cứu được đồng đội tương lai khi anh ta đã bỏ mạng mất rồi. Paparazzi có cho mình không, đó là Yang có trình đó phủ kêu thì đúng hơn. Lượng đam tới từ cái Omnislash là khó chịu quá, và thậm chí là chưa phải sử dụng lần hai. Còn có 5 giây là sẽ có thêm hai ông nữa bên TNC có buyback. Người duy nhất không có buyback mà lại còn không có tiền nữa chính là một VWP. Nhưng bây giờ dồn đam vị trí quay đó là Fate. Nhưng mà bây giờ Fate kéo ngược lại một con Tiny. Tiny sẽ đi dồn đam đến chết trong này, nhưng đó là cái Ghost Factor. Nhưng mà một lao nằm lên rất điểm được mạng của anh ta rồi. Thổi đam vào vị trí Magnus. Magnus cũng phải bỏ mạng lại luôn. Nhưng mà Gabby bên ngoài được ra dứt điểm cho mình mạng của DY. Bên trong sao Enchant được lock lên. Enchant bị hack lại. Nhưng mà lượng dồn đam của Gabby và Gabby proc cho mình được đó là một cái Aeonis lên. Nhưng mà Gabby bị dồn đam, anh ta suýt nữa chết rồi. Nhưng mà đó sẽ là một mạng phải nằm xuống. Cucu, anh ta bị bắt sai vào người và anh ta sẽ bị dồn đam tới chết ở đây. Bởi đó là Paparazzi. Không được rồi, anh ta có dù stun đi. Nhưng mà nó stun đôi tới vị trí của Fate bằng một cái Reverse Polarity. Nhưng mà dồn đam chết được cả team cũng như là ai đây đó. Ori cũng đã phải bỏ mạng lại rồi. Nhưng mà Cucu đang bỏ chạy. Amel Blink đi. Và Fate, anh ta không có gì nữa. Anh ta phải lùi về. Và đó sẽ là bài bách ra tới vị trí cùng con Light Stealer. Ai đắc từ đằng sau tới vị trí mà stun xa quá. Stun đôi tới từ vị trí của Cucu. Dồn đam vào đó là một con Paparazzi. Nhưng Paparazzi bật PKB lên. Anh ta bật cho mình cọc máu. Và bây giờ sao hết lại được vào vị trí Magnus. Rồi Magnus sẽ bị đẩy đi. Nhưng mà anh ta bị stun lại rồi. Và tiếp tục là stun tới vị trí của Cucu. Và có lẽ là kết thúc cái đấu này trong khi mà Paparazzi lại bị em vào rồi. Anh ta sẽ bị cắn tới chết bởi Gabby. Và nó double kill dành cho Amel. Cucu, anh ta đang là đầu tàu dẫn dắt lối chơi TNC trong trận đấu này. Bài bách ra tới từ Paparazzi rồi. Nhưng mà không có bài bách trên người Lina. Và TNC họ biết điều này rồi. Họ sẽ hướng thẳng đến tài Four Tower, và đồng nghĩa việc là phải mở Spotify lên tới vị trí game mình. Không có ulti trên người của Juggernaut, đồng nghĩa có nghĩa là game đấu này thậm chí sẽ kết thúc tại đây khi mà không có cái nỗ lực dead nào nữa tới vị trí game mình. Và có lẽ là sẽ phải côn GG sớm rồi, VG Gaming họ ngã ngũ rồi. Không còn buyback đến từ Lina, không còn buyback đến từ Enchantress, và bây giờ thì đã là gõ GG rồi. Và chiến GG World Play dành cho TNC, một trận đấu họ thể hiện quá tốt trong game đấu này. Tuy là cái trận đấu này kéo tới 76 phút đồng hồ. Vâng, bước sang phút thứ 77 thì TNC mới có thể giành chiến thắng trước các thành viên ở VG Gaming.